Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh của Thoa Trần. Chào các bạn nhé. Hôm nay tôi sẽ hướng nói dẫn các bạn cách tỉa cành cây bưởi diễn. Thưa các bạn, cây bưởi này tôi đã trồng được 3 năm nhưng mà nó chưa ra quả. Đấy, lần này tôi sẽ quyết định tôi cắt tỉa để cho tháng năm nó sẽ ra quả. Đấy. Như các bạn đã biết, bây giờ là tháng 11 âm lịch. Đấy, trên cây bưởi của tôi nó ra những cái lộc như thế này. Đấy. Hôm nay là báo cáo các bạn, hôm nay là gió bắc nó rất to nên là cây nó hơi đung đưa tí, chứ không phải là máy tôi là cũng cầm tay cho nên là nó cũng hơi rung, các bạn thông cảm. Đấy, cộng với lại gió nó to. Đấy. Đấy. Ta cắt hết cái lộc đông rồi đi nhá. Cắt hết. Đấy. Các bạn với những cái lọc nhỏ như này là chúng ta có thể là dùng tay chúng ta tẩy đi luôn, không cần kéo nữa. Đấy. Cái lọc to là chúng ta sẽ phải dùng kéo, còn lọc con là ta tẩy đi. Đấy. Ta tẩy đi. Đấy. Bây giờ nó ra lọc, là những cái lọc nó ra là sang năm ở chúng ta sẽ không ra quả ở những cái lọc non này đâu. Các bạn nhớ bấm đi. Đây, vạch đi. Các bạn vạch hết đi nhé. Và đồng thời chúng ta cũng tỉa bớt những cái cành đây, những cái lọc non tí tí này chúng ta lấy tay ra gảy đi. Đấy, những cái cành con tí ở trong tán này chúng ta có thể cắt đi. Đấy, đấy, các bạn. Đấy. Đấy, cành con tí trong tán này chúng ta có thể cắt đi. Cắt bớt đi cho nó thoáng này. Cái lọc non này các bạn cắt đi nhá. Cắt đi. Đó. Cắt đi. Cái lọc này nó cây này, lọc này nó cũng to nhưng tao cũng cắt luôn. Nhưng mà nó to nhưng nó nằm trong tán rồi, nó ra trước mấy hôm rồi tôi bận không cắt. Cắt hết. Cắt hết những lọc non này. Cắt hết lọc non này. Cái cây dây mướp, dây nếp lằng hoằng là rút hết. Cây này đợt vừa rồi là tôi dòng dằn mướp nó bò lên cây này. Là mướp thái thì tôi sẽ điều chỉnh cho cây này để cho cố gắng xem để ra ra nó sẽ ra quả trong năm tới. Tôi sẽ quyết định cho cây này ra quả. Bởi vì là mấy năm rồi không ra quả. Bây giờ tôi sẽ quyết định cho nó ra quả. Cành khô, cành sâu các bạn cắt đi nhá. Cắt. Cắt hết. Lần này tôi sẽ quyết định cho cây này sang năm ra quả. Đấy, các bạn nhìn cành này rất nhiều lọc này. Đấy, chúng ta cắt bỏ luôn, ta không để làm gì những cái lọc này, lọc này là
nó thuộc như ta gọi nó là lộc đông các bạn. Lộc này nó là lộc đông. Cắt. Còn cành này thì nó cũng là cành lộc đấy, nhưng mà nó tốt rồi, nó già nó không cắt nữa. Cái lộc ngọn bây giờ này chúng ta cũng cắt đi luôn, bẻ luôn. Bạn nhá, đây là lộc ngọn này nhưng mà nó là lộc đông, cắt bỏ luôn. Bật đi. Cắt luôn. Không thương tiếc. Đấy. Cành con ở trong tán này cũng cắt bỏ cho nó thoáng cây. Cây này là tôi dòng ở cái vị trí này, nó ria cái chỗ nền đất này để tôi cho gà quay ăn với lại lối đi ra chuồng lợn, cho nên là tôi sẽ để cho cái phần tán nó hơi cao lên tí để nay mai đi nó không chạm đầu. Đấy. Sau đó tôi sẽ kéo tán xuống, nó cao quá tầm đầu, và sau đó tôi sẽ cho tán xuống. Cành này là chúng ta cắt bỏ.
cáo các bạn là cây bưởi tôi đã cắt xong. Thế còn một vấn đề nữa là cái ngọn của nó là sẽ hơi cao. Tôi sẽ cắt bớt cái ngọn này đi cho nó tỏa thấp xuống. Việc cắt này tôi sẽ không quay vào trong video bởi vì là cái cây nó nhỏ, khi tôi trèo lên là việc tác nghiệp là nó khó khăn. Tôi chỉ nói là tôi sẽ cắt thôi, sau đó tôi sẽ tắt video đi và tôi sẽ lên để thực hiện cái việc tắt. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video của Thoa làm nhé. Nếu mà các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký và bấm chuông để xem các video sau của Thoa làm nhé. Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc, yêu đời.